các bạn yêu của Mono ơi, mọi người có đói bụng không? Mọi người có muốn ăn hay là uống gì không nhỉ? Xin thông báo với tất cả mọi người, Mono đã chính thức trở thành sản phẩm của Shopping Food. Hãy để Shopping Food và Mono mang đến những top deal cho mọi người để mọi người có thể đặt món ở trên app nhé. Muốn ăn gì? Shopping Food và Mono khao. Mono rất là muốn khao. Bây giờ mình chơi lớn hả không? 10.000 lít trà sữa không đồng. Chơi không ạ? Thật luôn á? Ui, vậy thì những người bạn của Mono ơi, hãy để Shopee Food và Mono khao mọi người nhá.